Thì anh Phạm Sơn nói là sao cứ nói chuyện của cô Thị Tuyên hoài vậy. Dạ thưa anh Phạm Sơn, thì ở đây á, thực ra nó chính xác á, là anh em là muốn mượn cái hình ảnh này anh Phạm Sơn để vạch mặt ra cái bản chất của ba que, của phản động lưu vong. Nó lợi dụng vào cái điều này để nó xuyên tạc, nó gây chia rẽ, là gọi là anh em trong nước anh Phạm Sơn à, chứ không phải là mà cũng chứ không phải là anh em mà cứ muốn muốn làm cái đề tài hoài này này hoài đâu. Tức là mình vào mình dựa vào cái điều đó để mình vạch ra, mình phân tích ra những điểm cái đám phản động nó lợi dụng anh Sơn đó. Bây giờ như bây đã mới nói đó, mọi người thấy rõ không? Bây giờ tôi nói nè, tôi đặt theo như giả thuyết âm mưu đúng không, nếu số tiền nó quay ngược trở lại chính quyền, có phải là cái đám phản động nó sẽ có cái cớ để nó xuyên tạc nữa không, và xuyên tạc nó còn ghê gớm hơn nữa. Bởi vì mọi người thừa hiểu rằng cái luận điệu của đám ba que xuyên tạc này, là đám phản động này, này nó không có lý lẽ, nó không cần lý lẽ, đúng chưa? 45 năm nay rồi tụi nó đâu có cần lý lẽ lý chấu gì đâu, nó chỉ cần có một cái điểm hở nào đó mà nó chụp vào là nó cứ thế mà nó rêu rao thôi, đúng không ạ? Cho nên tôi nói là cái vấn đề này nó cực kỳ nhạy cảm. Thật ra là cái đó rồi, cái tự tự tới tới nước ngày hôm nay dính vô những cái tờ báo chính thống họ cũng lên tiếng. Thì anh em trong diễn đàn mới buộc phải là nói ra cái điều này, bạn hình dung đi đúng không, số tiền 150 tỷ đâu có nhỏ, nó có cơ sở nó xuyên tạc hợp lý chưa, đúng chưa? Bây giờ chúng ta có chứng minh kiểu gì đi chăng nữa nó cũng đâu chấp nhận. Và sự thật rằng là giống như là mà nãy mình cái điều đó mình đưa ra là sự thật rằng là Thủy Tiên không làm nữa, chuyển số tiền đó về với nó rồi, sự thật đó là như vậy đúng không? Nhưng mà bản chất như vấn đề như thế nào á, tụi nó đâu cần biết. Và thí dụ những người dân ở sau người ta nghe, ta đâu cần biết, người ta chỉ thấy à, rõ ràng là tiền nó chạy về bên A rồi, không có nằm ở bên B nữa. Cái điểm đó sao mọi người không nhìn ra? Còn không đúng không, trong các bạn không ủng hộ Thủy Tiên đó, các bạn họp lại nhau đi đúng không ạ? Các bạn mở lại buổi diễn đàn, bạn họp lại nhau và các bạn cử ra một đại diện, người nào mà các bạn cho là có uy tín, các bạn làm một cái đề xuất yêu cầu cô Thủy Tiên chuyển số tiền đó qua cho các bạn đi làm, các bạn dám làm điều đó không, đúng chưa? Nếu mà các bạn nói là các bạn công minh vì các bạn cứ phê phán họ như thế này, còn cái phương pháp phương án làm như thế nào các bạn lại không đưa ra được, các bạn cứ ngồi dưới các bạn đã kích thôi, cho nó là thỏa cái tôi của các bạn thôi. Các bạn đã phá người ta, các bạn bài xích người ta thì các bạn phải đưa ra được kế hoạch của các bạn để người dân trong nước hoặc là những người bên này người ta cảm thấy là kế hoạch của các bạn hợp lý, thuyết phục được mọi người, thì chắc chắn anh em bên này người ta cũng sẽ ủng hộ các bạn thôi, và người dân người ta cũng sẽ ủng hộ các bạn thôi. Đó, hai đường hướng đó đó, các bạn chọn đi, các bạn làm theo đường hướng nào? Còn ở vấn đề ở đây, nếu mà bới móc thêm ấy, thì với cái số tiền 150 tỷ mà Thủy Tiên, giả dụ nhé, Thủy Tiên không làm mà chuyển cho Mặt trận Tổ quốc hay là Hội chữ thập đỏ của Trung ương đi, thì các thế lực thù địch, bọn Việt Tân, bọn phản động, nó sẽ nói là chính quyền cướp tiền từ thiện của bà con nhân dân. Nhưng mà vấn đề ở đây đặt ra thêm một số câu hỏi nữa. Với cái số lượng tiền đó bọn chúng đưa cho Thủy Tiên, gửi qua số tài khoản Thủy Tiên, và Thủy Tiên làm như vậy, Thủy Tiên có gì vô tình Thủy Tiên lôi rơi vào cạm bẫy của bọn phản động ngay, và người ta đặt câu hỏi Thủy Tiên có phải trực tiếp tiếp tay cho phản động để vu cáo chính quyền hay không. Cái đó mới là cái mục đích cực kỳ thâm hiểm của bọn chúng, và Đó, vô đúng tình vậy anh. cuốn theo là dần cái khác đi. Nhưng mà ở đây ấy, chính quyền cùng với Thủy Tiên đủ thông minh. Thông minh ở chỗ nào? Việc
tiền người ta ủy thác cho Thủy Tiên để Thủy Tiên đi làm từ thiện, Thủy Tiên giữ và Thủy Tiên làm cho hết số tiền từ thiện, và chính quyền người ta cũng không đốc đến cái số tiền từ thiện người ta đã ủy thác cho Thủy Tiên. Nếu mà Thủy Tiên có trao người ta, chính quyền chắc chắn không nhận. Bởi vì sao? Bởi vì chính quyền người ta đủ thông minh và nhìn nhận rõ cái vấn đề, cái bản chất của các thế lực thù địch nó đứng đằng sau, có âm mưu gì, và người ta đã phân tích rõ, phân tích trước đấy rồi. Đó, dạ anh xin nói thêm, bổ sung thêm cho Vy cái điểm này nè. Đó. Không nhìn ra, nó bị xoáy sâu, đá sâu vào các vấn đề cá nhân. Mọi người thấy rõ không? Nè, tôi nói là tôi dẫn chứng những cái động thái này của chính quyền cho mọi người thấy nè. Tại sao sau khi Thủy Tiên có 150 tỷ tụi nó ra rã xuyên tạc xong, là chính quyền có một động thái gọi là kêu gọi ủng hộ bên cánh chính quyền, và trong vòng mấy tiếng đồng hồ đó là con số nó lên 2.400 tỷ. Các bạn giải thích đi. Là sao? Đúng chưa? Tức là cái đó là cái tác vô mặt cái bọn phản động, cái tác vô cái mặt cái bọn Việt Tân ấy, là chính quyền này không quan tâm tới 150 tỷ của tư nhân, của cá nhân. Khi chính quyền muốn, chính quyền chỉ cần lên một tiếng thôi là những cơ quan, những doanh nghiệp, người ta sẽ ủng hộ ào ào với con số gấp bao nhiêu lần cái số 150 tỷ đó đó. Các bạn hình dung được không? Đúng không ạ? Tại sao? Lúc đó mấy bạn lại không đặt câu hỏi ngược lại. Đó. Đây có một cái câu của Đinh Tấn Quân cũng hay nè. Sau khi Thủy Tiên công bố số tiền 150 tỷ, bọn Ba Que đã nói tới nghị định 64 của chính phủ rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đúng không? Cái này là bạn Đinh Tấn Quân nói rất là đúng cái thời điểm luôn nè. Là tại sao các bạn đặt câu hỏi ở điểm này? Trước đó tại sao nó không lôi cái điều này ra? Thưa Quang, anh còn nhớ em làm một cái like, chính anh cũng lên bổ sung với em làm một cái like về cái nghị định 64 với cái thông tư 72. Nói về cái nghị định 64 và bọn chúng lấp liếm cái điều 4, điều 5 và điều 6 của nghị định 64. Điều 3, điều 4, có cả điều 5, nghị định 64. Trong đó em có dẫn chứng một cái điều khoản là không có cả, có nghĩa là không có cá nhân tổ chức nào, không có cấm người dân làm từ thiện, cá nhân đi làm từ thiện, thì bọn chúng lợi dụng vào cái đấy, bọn chúng xuyên tạc nói rằng Thủy Tiên huy động như vậy trái với quy định của pháp luật, còn đòi bắt Thủy Tiên ở tù gì nữa đó. Đó là cái đợt cái like đó. Đó, mọi người nghĩ đi, đúng chưa? Tại sao đúng thời điểm đó nó lại lôi cái nghị định nó ra mà nó bêu riếu? Mọi người thấy rõ rồi đó. Mình phải bình tĩnh, làm gì cũng phải suy xét chứ. Đúng rồi, nè, anh Phạm Sơn nói nè, đám chống cộng không có lý lẽ, họ chỉ cãi cùng và nhục mạ, bởi vì họ không có lý tưởng chính đáng. Và đây là rất là rõ ràng, chứ không phải là mình nói mình bài bác. Đây là anh Phạm Sơn nói lên câu này rất rõ ràng, và cái quan điểm này là nó đã hình thành 45 năm nay rồi. Đúng ạ. Chính cái điều đó dẫn đến cho anh chị em tham gia Cờ Đỏ mà đấu tranh trên không gian mạng này, này cũng cuốn theo cái luận điểm, cái luận điệu của bọn chống cộng quan này nên chỉ bới móc, không nhìn nhận được cái sâu xa của vấn đề, không tìm hiểu cái căn nguyên và cái đằng sau của bọn đó, mục đích của bọn chống cộng nó là gì thì không vạch ra được, thì chỉ nhìn thấy cái bề ngoài mà đánh giá cái hiện tượng trước mắt, nhưng không phải là cái vấn đề sâu xa ở sau. Anh Phạm Sơn cũng theo sát cái việc này nè. Thủy Tiên và những người khác đều tốt mà. Riêng Thủy Tiên thời gian đầu hơi chệch choạc và bị bọn xấu chọn làm điểm nóng để xuyên tạc trò mèo của họ. Để ý là thấy ngay. Đó. Nó khổ cái anh Phạm Sơn biết không? Thí dụ như đó, anh em mình nhìn là anh em mình đã nhìn ra rồi. Và từ có những điểm như thế nào, mình cũng phải cái gì, mình cũng phải là để từ từ cho nó đủ yếu tố.
có đủ cơ sở thì mình quy kết. Còn những người kia thì họ vấn đề là họ gọi là mình tạm cho rằng là họ hăng quá, đúng không? Chứ gì họ hãy nhảy vào họ chụp cái này chụp cái kia, họ đi lại đi đánh ngược cái thị tiên, thì anh thấy rõ ràng là họ chính họ đã bị cuốn vào cái luận điệu của đám xuyên tạc không, đám phản động không. Họ làm tức là ở đây họ thiếu sự tỉnh táo, và tôi tin rằng là có một vài cá nhân là làm vì cái gì, vì cái tôi của họ, chứ họ chẳng làm vì cái gì. Tôi xin nhắc lại nha, một vài cá nhân làm vì cái tôi bản thân thôi. Giống như Vy bài la trước Vy từng nói, ông nào ông nấy lên để avatar rồi ghê gớm lắm. Và trong khi cái việc làm thì nhìn nó chẳng ra cái thể thống gì, không giống ai hết. Mà Nguyễn Bá Tùng hoa, để anh đọc cái câu của bạn Nguyễn Bá Tùng. Nguyễn Bích Liên: Thủy Tiên rõ ràng minh bạch thì ai chụp được cái gì bạn ơi, thục thò cái gì thì họ mới chụp được chứ. Thì theo bạn Tùng đó thì Thủy Tiên thục thò cái gì, đúng chưa? Thì bạn nên nêu ra, nên nêu ra rõ ràng. Ở đây là rõ ràng, tôi xin nói, tôi xin nhắc lại các bạn nha, ở đây không ai thần tượng Thủy Tiên. Mà mang, tại sao mang vấn đề này ra, vấn đề ra để mổ xẻ, để tất cả anh em cùng nhìn nhận lại với mọi góc cạnh, để mình gọi là mình phán xét vấn đề nó chính xác và khách quan, đúng không ạ? Như cái cách bạn nói như thế này, nếu mà bạn không đưa ra được á thì là ngược lại là người ta lại sẽ cho bạn là người có vấn đề đó. Thì mong rằng là bạn rõ ràng thục thò cái gì, ở cái điểm nào bạn cứ nêu ra, không sao hết. Ở đây chúng ta là cùng cùng trao đổi, cùng chia sẻ, thẳng thắn vấn đề. Nếu mà ở đây Thủy Tiên với việc làm từ thiện nó lan tỏa như vậy, mà cái đám que củi với đám phản động ở trong nước cũng như nước ngoài nó nhắm vào Thủy Tiên chống phá đảng nhà nước, gây hại đến an ninh quốc gia, thì Dương Vy không bao giờ làm cái like nói về Thủy Tiên. Nếu mà Thủy Tiên có cạnh tranh nhau hay là kiện ra tòa với công ty doanh nghiệp giữa Thủy Tiên với một ai đó, cái đó Dương Vy không bao giờ động chạm đấy. Nhưng mà ở đây ấy, liên quan đến an ninh quốc gia, đảng, nhà nước, chính quyền và nhân dân nên bắt buộc Dương Vy làm. Rồi, để anh đọc tiếp cái câu của Nguyễn Bá Tùng. Là câu này là Nguyễn Bá Tùng đi like Cao Tú Trinh: Mình không khe phản động, mình đang nói về Thủy Tiên thôi. Tức là bạn không quan tâm về phản động, đúng không? Bạn nói về vấn đề Thủy Tiên thôi, đúng không? Rồi, câu tiếp theo: Mọi người thắc mắc về việc mình minh bạch dòng tiền, thời điểm chính xác đóng tài khoản là giờ, ngày nào, bạn biết không? 150 tỷ là dứt điểm, hết rồi hay còn nữa, bạn biết không? Cái này tôi xin trả lời với bạn về vấn đề cái vế đầu. Bạn không quan tâm về phản động, vậy bạn quan tâm về Thủy Tiên để làm gì? Cá nhân bạn có gửi tiền cho Thủy Tiên không? Và gửi bao nhiêu? Và bạn có giấy chứng từ gì bạn chứng nhận lại số tiền của bạn đã gửi cho vào tài khoản Thủy Tiên không? Đó là tôi xin hỏi lại cái câu vế thứ nhất của bạn. Và cái thứ hai bạn nói: Mọi người thắc mắc về việc minh bạch dòng tiền, thời điểm chính xác đóng tài khoản là giờ ngày nào gì đó, đúng không? Thì tôi nói cho bạn nghe nè, ý bạn ở đây á, là bạn nói là đại khái ý này là bạn đặt vấn đề là Thủy Tiên lập lờ trong cái dòng tiền thế này thế nọ, đúng không? Và ở đây là bạn mượn cái danh là mọi người thắc mắc, hợp lý chưa, đúng không? Và tôi xin hỏi bạn, mọi người thắc mắc là ai, ở trong nước hay ở ngoài nước, đúng không? Và có là thuộc, tôi không đặt vấn đề là có phải là dân chủ cội hay không nha, cái này tôi chưa đặt vấn đề. Tôi chỉ hỏi bạn là những người thắc mắc đó là ở trong nước hay ở ngoài nước, và bạn xác nhận được không, bao nhiêu phần trăm ở trong nước, bao nhiêu phần trăm ở ngoài nước đặt vấn đề này, đúng không? Còn ý của cái câu này bạn nói là Thủy Tiên có lập lờ 150 tỷ đó hay không á, thì bạn nên nhớ thế này, cái chuyện đó là chuyện chính quyền sẽ kiểm soát. Bởi vì sao? Bạn hiểu như thế nào về tài trợ khủng bố, nhận tiền tài trợ từ khủng bố, bạn hiểu thế nào về cái câu đó hả bạn Nguyễn Bá Tùng? Cho nên
xét những vấn đề trên, thì thứ nhất bạn nên giải đáp trước cái phần mà bạn nói là bạn không quan tâm về Twitter phản động gì đó, và câu thứ hai là bạn cũng nên là trả lời rõ ràng bao nhiêu phần trăm trong nước, bao nhiêu phần trăm ngoài nước. Và cái vấn đề thứ ba, chốt lại, những người cá nhân không có đóng đồng nào vào tài khoản của Thủy Tiên thì không đủ tư cách đặt những câu hỏi như thế này. Hợp lý không? Đúng chưa? Đừng bao giờ mượn cái câu mà người ta ở đây là ai? Đừng chơi chữ vô đó, không hay lắm. Cá nhân bạn cũng không có đủ tư cách đại diện cho người ta. Đúng không ạ? Nên cho rõ vấn đề là ở chỗ đó. Chứ đừng nói mà bạn đại diện cho ai. Dĩ nhiên là mình không nên, bạn lại reply Giang Hoàng gì đó, cái điều gì tôi không biết. Nhưng mà câu của bạn là dĩ nhiên là mình không nên, mình mới thắc mắc. Thắc mắc đó sai à? Thì tôi nói rồi, bạn có quyền thắc mắc, với điều kiện bạn là người có đóng góp vào quỹ từ thiện của Thi Tiên. Bạn chứng minh đi là bạn đã có đóng góp, thì sự thắc mắc của bạn rất là vô tư và rất là được hoan nghênh. Chúng ta phải rõ ràng từng phần một, chứ không thể khơi khơi mà nói miệng nhau như thế này được. Vì vấn đề này như thế nào? Vấn đề này nó nhạy cảm mà nó cũng nghiêm trọng. Vì nó ảnh hưởng tới tất cả những người dân ở trong nước mình. Ảnh hưởng ở mức độ gì? Ảnh hưởng ở cái sự chia rẽ với nhau, gây mất đoàn kết. Và nếu nói theo một cách nào đó ở tầm chính trị, gọi là nâng cao quan điểm, đúng không? Sẽ dẫn đến cái hành động là bất tuân nhân sự. Bạn muốn nâng quan điểm, tôi nói nâng quan điểm cho bạn nghe. Tôi chỉ nói với bạn thế thôi. Cho nên bạn xét lại đi. Tôi nói thiệt với bạn nha, những cái câu nói của này với bạn nè, bảo đảm bạn đi những chiến đàn khác á, chắc chắn có những người nghe theo bạn liền. Mọi người thấy rõ không? Những cái này là cái dẫn chứng của cái gì? Gọi là hiệu ứng đám đông. Chỉ cần một hai người mà đưa ra những câu như thế này thôi, là bảo đảm là sẽ có người hùa theo ngay. Nó khổ vậy đó. Lúc nãy em đọc được một cái còm của ai nói này, chỉ thấy hình ảnh Thủy Tiên thôi, không thấy hình ảnh của cán bộ chiến sĩ trong lúc vật lộn tìm kiếm cứu hộ cứu nạn dầm mưa nắng. Cái đó là sai. Cái chuyện livestream hả? Ý là vì đó với chuyện mà nó đặt vấn đề là quay phim hình ảnh gì đó, đúng không? Đấy. Đúng không? Chắc là ý là vậy. Này, thì báo đài chính thống, truyền thông chính thống ở trong nước liên tục và liên tục đưa tin 24/24 đối với những hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và các lực lượng khác tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn 24/24. Cái đấy là cái gì? Ở trên đài báo chính thống, còn ở trên mạng xã hội vẫn xuất hiện rất là nhiều, đặc biệt là trường hợp 13 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong lúc tìm kiếm cứu nạn ở rào Trang Ba là một. Xong lũ lụt ở miền Trung rất là nhiều hình ảnh mà cán bộ chiến sĩ người ta bế những đứa cháu nhỏ hoặc là cõng cụ già rất là nhiều. Đấy, còn vấn đề Thủy Tiên này này, những fan người ta đưa lên, bởi fan Thủy Tiên rất đông, chiếm mạng xã hội cũng rất là nhiều, 7 triệu 2, gần 7 triệu 3, trong đó có cả Atifan. Fan thì nói tốt về Thủy Tiên, Atifan thì bôi nhọ Thủy Tiên, tất cả nó đều tung lên mạng xã hội, tạo một hiệu ứng, một làn sóng trên mạng xã hội, nên các vị không nhìn thấy điều đó là phải. Còn cái hình ảnh chính thống ở trên TV, đài truyền hình thì các vị sao không nhìn? Không nhìn đi, ở trên đó có thấy Thủy Tiên không? Cái chuyện live stream á, là trước đây chúng ta đã chia sẻ trong những cái live hồi lâu rồi, đúng không? Em có biết như
Phương Giang, Phương Thoa hay Chu Di Ca, còn rất là nhiều anh chị em khác ngồi trong diễn đàn cũng đóng góp vào cái số tài khoản mà thủy tiên dành riêng cho làm từ thiện ở đợt mưa lũ lụt miền Trung này, nhưng mà người ta có yêu cầu không? Các em có yêu cầu thủy tiên phải sao kê để yêu cầu làm từ thiện như nghĩa thành phần nó yêu cầu chứ không? Bởi vì anh biết các em ấy cũng đóng góp từ thiện, người ít 5 triệu, người nhiều 2-30 triệu, thậm chí 5-70 triệu. Vậy mà chúng ta làm gì mà chúng ta phải rõ ràng, đúng không? Bạn cũng là đứng lên mang tiếng, là bạn đứng lên danh nghĩa là bạn đi đấu tranh, thì bạn đấu tranh thì bạn phải rõ ràng, đúng chưa? Thì cái lời nào, cái sự đấu tranh của bạn ấy, nó mới được gọi là khách quan, mới thuyết phục người ta được. Chứ nếu mình đấu tranh mình không rõ ràng từng phần một, từng rõ từng cái vấn đề một đó, thì mình nói ai nghe? Đó, tôi chỉ nói bạn thế thôi. Bạn nhìn nhận theo góc độ nào đó, đó là chuyện của bạn. Còn chuyện quay lại cái chuyện livestream mà như Vi mới đề cập ấy, cái này anh em mình đã chia sẻ trên cái live mấy là trước lâu rồi, thì chúng ta phải hiểu gì, tại sao Thủy Tiên phải đi tới đâu livestream tới đó, là vì sao? Là vì họ phải chứng minh với những người đã từng gửi tiền cho cô ta, mà mình gọi chung là những mạnh thường quân, đúng không? Tại vì những mạnh thường quân đó là ủy quyền cho cô ta đi làm cái công việc đó, và cô ta muốn rõ ràng, cô ta phải quay như thế để cô ta chứng minh, à, tiền của tôi nhận từ ông A, ông B, ông C, D gì nè, và tôi đi ra làm ở địa phương B, C, D, F gì đó, tôi đi tới đâu tôi có hình ảnh, tôi chứng minh tới đó. Và chính vì điều đó là cái gì, tạo hiệu ứng là gì? Cái lòng tin, đúng không? Và chính vì lòng tin đó nó mới tôn lên là cái gì, con số tiền nó tăng lên 150 tỷ. Cho nên cái chuyện cô ta đi làm, cô ta làm livestream là cái chuyện bình thường, cái rất là hợp tình hợp lý. Tiên là dựa vào cái yếu tố livestream là một phần, nhưng mà trước đây, minh bạch đấy, là rất là nhiều việc từ thiện rồi, và qua các năm khác nhau Thủy Tiên cũng đi làm trực tiếp làm từ thiện là một. Cái vấn đề thứ hai ở đây này, đợt mưa lũ này Thủy Tiên đã bán tất cả những cái giá trị như nhẫn kim cương, một xoàn, dây chuyền cực kỳ là giá trị, có là bây giờ trong người không còn gì nữa ngoài cái nhẫn cưới đó, bán hết đi làm từ thiện thì người ta thấy cảm động, cảm kích nên người ta đã đồng tình làm cùng Thủy Tiên. Và chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ấy, có đăng lên tút trên nhà tường của Đàm Vĩnh Hưng nói rằng với việc ca sĩ Thủy Tiên làm ấy, mang tính chất lan tỏa rất là rộng, xã hội người ta cũng công nhận một cách khách quan đúng đắn. Trong cái quá trình làm từ thiện có nhiều cái điều sai sót, cái điều đó là con người không ai tránh khỏi cả. Vấn đề ở đây ấy, ngay cả Đàm Vĩnh Hưng là một người đàn ông còn không thể làm được như Thủy Tiên, thì Đàm Vĩnh Hưng cũng phải đứng lên để bảo vệ Thủy Tiên. Đấy là cái tớt của Đàm Vĩnh Hưng đại ý nói như vậy. Cho nên tại sao mọi người thấy những đợt sau, nhiều như những nghệ sĩ khác như Trấn Thành hay là Đại Nghĩa gì đó, họ cũng gom được số tiền cũng đâu là nhỏ đâu, nhưng mà họ không trực tiếp là làm, họ cũng ủy quyền cho Thủy Tiên, đúng không? Nó cái đó nó là cái gì? Tin tưởng đó, chúng ta phải rõ ràng ở đó. Bởi vì á, giống như các bạn nói á, chính cái điểm này là để tôi phản biện lại các bạn mà làm mang cái luận điệu gọi là Thủy Tiên đi làm để đánh bóng tên tuổi nè, là nghệ sĩ đi làm đánh bóng tên tuổi đó. Đã, tôi phản biện lại cái điều này là bạn thấy rõ không? Nếu mà họ muốn đánh bóng tên tuổi á, thì họ sẽ trực tiếp đứng ra đi làm. Hợp lý chưa? Họ đâu cần phải có tiền rồi họ lại ủy quyền người khác chi, để cho người khác có tên tuổi đó. Chốt lại vấn đề là gì? Họ làm vì cái tâm. Còn tên tuổi nó thẳng các bạn, những người đó người ta có tên tuổi trên thị trường hết rồi. Thị trường gì? Thị trường âm nhạc, showbiz hay là bóng đá gì đó, đại khái vậy đó. Ví dụ Trấn Thành là thị trường ở trên cái mảng hài đó, Đại Nghĩa là bên cái mảng hài,
Quyền Linh thì bên cái mảng phim ảnh, Thủy Tiên thì bên mảng ca sĩ, ai thì người ta có đều có cái tiếng nói, có sự nổi tiếng ở bên cái mảng của người ta hết rồi, họ cũng chẳng cần phải đánh bóng đánh biết gì hết. Thí dụ tôi nói các bạn đánh bóng mà dùng từ đánh bóng thì những thành phần nào, ví dụ là đang chuẩn bị vào nghề đúng không, hoặc là như lỡ thời thế này thế nọ, các bạn chụp vào cái điều đó thì còn họa may. Còn cái này người ta đã khẳng định cái thương hiệu của người ta rồi, cần gì họ người ta phải đánh bóng. Chúng ta phải có sự nhìn nhận cho rõ ràng chút, chứ đừng nó làm đừng có bị cái tôi vậy thôi, sáng suốt giùm cái chính đó Đọc. là các bạn cứ nên vạch mặt những cái luận điểm mà cái đám phản động nó chụp vào để xuyên tạc đi, nên làm cái đó trước đi. Còn Thủy Tiên có sai trái hay cái gì tới đâu á, chúng ta còn thời gian mà lo cái gì, đúng chưa, còn thời gian dài mà lo cái gì mà không mà không đấu được, không đấu tranh được, cái nóng trước mắt á nên giải quyết trước đi. Em cảm thấy là nhiều người mang mác đấu tranh nhưng mà không có sự đủ sự tỉnh táo và sự phân tích một cách khoa học đúng đắn, nên nó bị cuốn theo cái của đám que củi. Mà cái like trước em nó nói về thuyết âm mưu với là cả cái chủ nghĩa dân túy, mà nó áp dụng vào cái trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên mà vụ lũ lụt này, nó áp dụng triệt để đủ mọi mặt nên nhiều người bị mắc bẫy vào, cả một số tờ báo chính thống là phóng viên cũng bị mắc vào luôn, bị cuốn theo bọn chúng luôn. Thế mới sợ gì Cái này nó ở khổ một cái là Vi em cũng biết thế làm nào, chắc chắn là còn một số nhiều người còn chưa hiểu, chưa đặt cái sâu xa vấn đề và nói anh em mình là chí phèo, là những người bảo vệ Thủy Tiên, còn ngược lại một số lại bảo là mình đi đánh phá Thủy Tiên. Nhưng mà đứng trên cái quan điểm của nhà nước ấy, thì việc Thủy Tiên làm đúng đắn, còn vi phạm pháp luật như thế nào thì cơ quan công an hay cơ quan an ninh người ta sẽ lo. Còn về cái nguồn tiền tài trợ thì ở đây đặt ra một cái câu hỏi này: ở trong đó tiền các những cá nhân tổ chức ở trong nước có các thành phần ABC không loại trừ của thành mục đích làm gì, để nó lợi dụng vào việc Thủy Tiên này đi làm từ thiện, nó theo sát và nó tìm kẽ hở để đánh phá Thủy Tiên, đánh phá chính quyền. Cái điều đấy là ai chắc được, nhưng mà cơ quan an ninh người ta đã theo sát rồi, người ta bảo Thủy Tiên nên phải làm như thế nào. Sau cái thời gian đầu mà Thủy Tiên còn yếu kém trong cái vấn đề đi làm từ thiện và nhìn nhận các vấn đề liên quan đến que củi ở trên mạng xã hội này còn yếu, thì bây giờ Thủy Tiên cứng cáp hơn rất là nhiều. cái khổ cái này nè, vì mọi người biết cái gì không, cái đầu tiên á rõ ràng là cái đám phản động nó lợi dụng rồi, Đúng và rồi, cái hình đúng ảnh đầu rồi. tiên là Vi nên nhớ là bên trang của Thủy Tiên đó, là cái con gì, con Thùy Dương, Vi nhớ không đó, Có, nó cái đấy vào là nó comment em một thị dương mà. đó, nó vào nó comment cái câu bình luận của nó, là cái hiệu ứng mà đó, giống như anh Sơn nói là hiệu ứng đám đông, hiệu ứng hùa nè, nó bu vào. Rồi chưa kể thêm một số vài cá nhân là làm vì cái gì, vì cái tôi, chính vì cái tôi của họ, họ làm để họ lôi kéo cái sự ủng hộ càng đông càng tốt, cho nên cái chuyện đó, nó mới có ngày hôm nay, vấn đề nó nằm ở đó, đúng rồi. Đinh Tiến Quân, tức là nó bạn nói cái này, bạn nói đúng nè, tức là cái kỳ đại hội này sắp tới thì nó sẵn nó lợi dụng cái hình ảnh này nè, nó gây xáo trộn trước đó, nó gây cái điểm xáo trộn đó, bởi vậy nó nếu bạn nhìn được cái này là chứng tỏ là bạn là có sự nhìn nhận rất sâu nè, chứ đừng có nhìn những người khác mà cứ thế này thế nọ, cứ lo mà cứ bị cuốn vào cái chuyện của Thủy Tiên.
Tôi nói rồi, cái chuyện Thủy Tiên á là người ở trong nước có sai tới đâu, sai như thế nào á là chúng ta còn thời gian. Đúng vậy. Mà cái luận điệu của cái tụi xuyên tạc, cái tụi phản động, cái đảng Việt Tân này nè, đó, như bạn nói là cận kề rồi, là chúng ta nên tập trung và giải quyết cái vấn đề trước. Còn vấn đề Thủy Tiên chạy mất đi đâu đâu mà lo. Và chưa kể á, khi nó xong đi á, thì cái mọi cái ví dụ những quy kết hay những cái điều gì đó mình nói về cái sai của Thủy Tiên á, thì chúng ta lại càng có cơ sở hơn, đúng không? Chúng ta sẽ còn càng có bằng chứng rõ ràng hơn. Và lúc đó chúng ta làm đâu có muộn. Thì lúc đó thí dụ cô Thủy Tiên có sai như thế nào thì cái lượng fan của cô ta mới phục, là chúng ta làm đúng, chúng ta làm là có cơ sở thì người ta mới phục, người ta mới nghe. Còn bây giờ chưa gì chúng ta cứ ào 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 thế này thế nọ, là có phải là vô tình chúng ta bậy không? Nên rõ ràng là Đúng ở rồi. ở cái điểm đó. Anh đọc cái con của Hoàng Yến ấy, rất là hay ạ. Chúng ta phải đứng trên cương vị trung lập mà nhìn nhận vấn đề, chứ không nên nghiêng về một bên nào quá nặng, sẽ có cái nhìn phiến diện và bị cuốn vào cuộc chia rẽ dân tộc. Đúng ý phản động muốn. Đúng đó bạn Hoàng Yến. Thì cũng rõ ràng, đã ngay từ đầu live là anh em đã nói xác định rồi. Anh em, tôi đã khẳng định anh em ở trong cái live này không ai thần tượng Thủy Tiên cả. Nhưng mà ở đây mình lên mình nói là nói cái gì, nói để anh em mình vạch ra cái những cái điểm mà gọi là cái đám phản động nó lợi dụng vào, nó xuyên tạc, nó gây chia rẽ mọi người. Cái chính cái đó là chúng ta đang làm trong cái buổi live ngày hôm nay, cái điều đó là như vậy đó. Chúng ta là cá nhân, chúng ta đi làm những cái chuyện này chúng ta lên đi chơi, tại vì chúng ta không phải, tại sao tôi nói khẳng định là không phải là thần tượng của Thủy Tiên, Thủy Tiên không phải thần tượng của chúng ta. Bởi vì nếu Thủy Tiên là thần tượng của chúng ta thì chúng ta không ngồi trong diễn đàn này, đúng chưa? Lúc đó chúng ta sẽ ở bên trang của Thủy Tiên, bên nhà của Thủy Tiên, chứ chúng ta vào đây làm gì? Cho nên ngay từ đầu tôi đã khẳng định là những người ở trong cái live này không ai thần tượng Thủy Tiên cả. Thiết nghĩ những sơ suất của Thủy Tiên vừa qua là do áp lực công việc quá lớn, ngoài dự trù của Thủy Tiên với số tiền kiên quyên góp vượt quá tiên liệu, lại nóng lòng muốn nhanh chóng được hỗ trợ kịp thời đến đồng bào. Rồi chạy mất comment này, đúng rồi Quốc Việt, Thủy Tiên có uy tín vì đã từng làm từ thiện, lần này huy động số tiền lớn nên tạo ra điểm nóng. Việc này, đâu rồi, tạo ra điểm nóng. Việc này tôi nghĩ đã thấy và theo sát, nhà nước đã thấy và theo sát, cô ta làm sai sẽ tự hủy hoại bản thân, còn anh chị em không nên bị lôi cuốn vào. Bình tĩnh, cả hệ thống chính trị đang vận hành rất tốt mà. Chính xác của anh Phạm Sơn đó, tức là sai tới đâu như thế nào á thì chắc chắn rằng á, ở đây mọi người á, anh em trong đây cũng tin rằng là đã có sự giám sát của chính quyền rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây á, là mình mà tụi em muốn nói ra để cho những người mà người ta đang còn có bị xoáy về cái hướng của Thủy Tiên quá thì nên tỉnh táo lại, nên nhìn nhận lại, đừng có bị cuốn vào vấn đề đó. Bởi vì anh cũng đứng trên cương vị trung lập và Hoàng Yến này này, anh thấy là em để ý còn em rất lâu rồi, em nhìn nhận một cách khách quan và đưa ra những ý kiến rất là hay đấy, mang tính chất xây dựng chung cho toàn xã hội, không nghiêng ngả, không thiên vị, điều đó rất là tốt đấy. Căn bản chắc là ngày trước em được đào tạo khá là bài bản,